Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin tiêm vaccine không cần đăng ký. Bộ Y tế và cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nếu thông tin tiêm vaccine không cần đăng ký chính xác thì phải chấn chỉnh xử lý và rút kinh nghiệm ngay. Ngày 21 tháng 7, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi một số phương tiện truyền thông phản ánh về trường hợp tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký, không đúng diện ưu tiên. Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, dứt khoát không để tái diễn tình trạng này. Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm việc phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, minh bạch. Nếu có sai phạm, phải chấn chỉnh và xử lý ngay. Tinh thần là mọi người đều bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine, ưu tiên các nhóm theo quy định của Chính phủ. Tối qua, Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị giải trình chi tiết về việc một cô gái cho biết tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer, cơ sở này mà không cần đăng ký. Hiện cô gái đã xóa bài viết và khóa tài khoản cá nhân. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm tra việc tiêm vaccine tại Bệnh viện Sanpon, báo cáo lãnh đạo thành phố trước 12 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 7. Thông tin này liên quan đến một cô gái nghi ngờ đã khoe trên mạng xã hội là được anh làm lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vaccine COVID-19. Theo quy định ban hành đầu tháng 7 của Bộ Y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế được ưu tiên tiêm vaccine. 16 nhóm được ưu tiên bao gồm người làm việc trong cơ sở y tế, công lập và tư nhân, người tham gia chống dịch, quân đội, công an, nhân viên, cán bộ ngoại giao và thân nhân được cử đi nước ngoài làm việc, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, điện nước, giáo viên, học sinh, sinh viên, bác sĩ trẻ, thường xuyên tiếp xúc nhiều người mắc bệnh mãn tính trên 65 tuổi, người sinh sống tại vùng dịch, người nghèo, chính sách xã hội, người được cử ra nước ngoài học tập, lao động, công tác, lao động, làm việc tại khu công nghiệp, vận tải, tín dụng, du lịch, cơ sở dịch vụ thiết yếu, chức sắc tôn giáo, lao động tự do. Ngoài ra, các nhóm khác sẽ do Bộ trưởng Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc theo đề xuất của đơn vị viện trợ vaccine. Việt Nam đã đàm phán thành công để trong năm 2021 có 105 triệu liều vaccine và đến nay Việt Nam tiêm được hơn 4 triệu liều, trong đó hơn 300.000 người đủ 2 mũi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.